Thời gian lương thần mỹ cảnh được cải biên từ tiểu thuyết Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Nữ chính lương thần là học tỷ của nam chính, hai người cách nhau 5 tuổi. Kết duyên từ game PUBG, lương thần sau khi tốt nghiệp, nhờ giọng hát hay và vẻ ngoài xinh đẹp mà trở thành ca sĩ nổi tiếng, một ca sĩ tỏa sáng được yêu mến trên sân khấu. Nhưng khi đi vào thế giới game lại chỉ có trình độ ngang học sinh tiểu học. Anh chàng streamer Lục Cảnh, biệt danh Herman, học bá, đẹp trai. Không biết người bên kia màn hình chính là thần tượng trong lòng mình. Một mối tình trên mạng âm thầm nảy nở, trong quá trình theo đuổi ước mơ, không ngừng tin tưởng đối phương, cùng nhau nhận được vinh quang tốt đẹp của riêng mình. Phim được công chiếu vào ngày 8 tháng 4 năm 2021. Chọn bộ 31 tập, phim với sự góp mặt của các diễn viên. Tử Lộ trong vai Lương Thần, Lâm Nhất trong vai Lục Cảnh, Vân Hào trong vai Tôn Vân Úc, Trung Đan Ni trong vai Mã Sơn Sơn. Phim được phát sóng 2 tập mỗi tối thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần.